Xin chào các bạn. Hôm trước ấy mình có xem một clip có nói đến cái loại hoa ấy mà chưa bao giờ ra hoa. Thì hôm nay tại nhà mình nó đã ra hoa đây nha các bạn. Nếu như các bạn xem clip của vua hoa lan, vua lan rừng gì đấy, hay là xem những bài viết của vua lan rừng nói về cái loại lan mà ông chưa bao giờ thấy hoa, thì xin phép được nhắc với ông đây là loại lan sau 1.000 năm đã ra hoa đây. Má hoa nhỏ tí xíu. Đây hoa đây, đừng có sưu tập nha các bạn. Chơi lá thôi. Đây. Đây là cây lan mà 1.000 năm. Bao nhiêu năm không ra hoa, cuối cùng phải ra hoa ở nhà mình bằng các kỹ thuật chăm bón tưới tắm của mình. Đây này. Hoa đây. Đang ra nụ đầy này. Mày đi đâu nào? Mày đi vào đi thăm rồi gì rồi? Đẹp không ạ? Sau 1.000 năm hoa cũng đã ra hoa. Đây là mình chia sẻ cho các bạn. Chung là bụi này có ai mua mình bán cho này. Mấy trước mình mua là 50 hay 60 đấy, 300. Nếu bạn nào muốn mua thì liên hệ với mình gấp nha các bạn. 100.000. Loại lan chưa chưa từng ra hoa. Nay đã phải ra hoa ở tại nhà mình. Trong quy mô cái vườn lan của mình mà nếu mà mình trồng ra ra kia cũng cũng hơi bị nhiều ấy, không phải đùa đâu. Chẳng qua là mình không thích trồng, mình cứ buộc buộc nó thôi. Thành ra nó thế. Mình buộc lên cây thôi chứ không phải là ít đâu. Trông nhiều chứ hơi bị nhiều ấy, đừng có đùa nha các bạn. Mình chia sẻ với bạn một chút đi thôi. Khi nào có gì hay ho hơn thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Vâng, chào và hẹn gặp lại bạn trong những clip lần sau.